Đánh thứ hai lên thế này ạ, không biết để cho thầy. Nhà cái này nhà bếp đó ha. Đây chùa con gần như là Phật tử người ta quản lý hết hệ thống. Dạ. Giao cho Phật tử hết. Đấy, chứ cái ban không quản lý. Dạ. Đây là cái phòng của bún mì. Bún mì đang nấu đấy. Nấu nấu hết cơm đấy. Mai còn đang đi tập bạn rồi. Ừ nhiều. Vâng. Đây còn cái nấu bằng đường cơm hết đấy. Đường cơm trong này hả? Đường cơm ở đâu? Ở à đây nồi cơm này, đây, đây nồi cơm này, đây cả nồi cơm này. Đây, đây là kho, thấn thấn với thầy chúng ta lên tầng hai tầng ba. Như một cái siêu thị thu nhỏ. Đây. Oh. Đây là có một ban chuyên phụ trách kho. Đấy, tính theo tháng này. Đấy, theo tháng, theo thứ số thứ tự. Và số à? Số đầy đủ. Đây các cô này là phụ trách về kho này. Dạ. Chào cái gì? Đấy, thử cái thầy đi coi cái này. Coi cái nào nữa, coi cái nào nữa. Dạ, chào cô. Oh, núm này núm này cái anh núm đấy. Đây là bánh chưng. Bánh chưng. Đấy. Mới có sáng nay mình nấu. Sáng. Oh. Chưng á. Bánh chưng á. Bánh chưng ăn rồi. Oh. Nấu cháo. Hỏi này. Chào cô. Thầy chúng ta lên tầng 3. Ờ, tầng 3. Vâng. Trời ơi. Rất là rộng. Một cái sàn thì khoảng 1.500 kVA. Và trồng một cái chạm 1.500 kVA. Cho một cái bếp này thôi. Đó là 1.500 kVA có thể dùng được khoảng mấy cái xã. Dân ở khoảng một cái xã. 1.500 kVA một cái trạm điện đấy lớn như thế để phục vụ cho mỗi cái bếp thôi. Tại vì cái này hoàn toàn phải dùng điện 3 pha, dùng điện từ hết. Cái này đèn hết. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta lên tầng 3. Đầu bếp, đầu bếp, đầu bếp. À chào đầu bếp già đâu. Ô đầu bếp chùa Ba Vàng, đầu bếp chùa Ba Vàng. Ba tầng. Ô. Cả anh ơi. Ô. Đây là hai kho kho lạnh không có đông ạ. Đây là hai phòng to. Kho lạnh á hả? Kho lạnh. Dạ. 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 Dạ.
Phật thầy là hai hòa thượng kia là hai hòa thượng đúng không? Hòa thượng là hai đứa ba hòa thượng. Hòa thượng. Còn chức sắc thì trong giáo hội. Tại là một tình khác tôi không rõ lắm, còn tôi là thượng tọa, tôi là nguyên là phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái bếp này chứa khoảng 400-500 người các tầng này để nấu và làm theo các quy trình. Người rửa là ra người rửa, người nấu cơm ra người nấu cơm, ai làm bánh ra làm bánh, và ai chuyên sơ chế là chuyên sơ chế thôi. Vâng, mỗi người một việc, người nào nấu chỉ đứng nấu thôi. Vui quá. Thịnh cứ hòa thượng đi ạ. Dạ. Đây con bếp này còn mấy chục bếp, bếp ga công nghiệp này. Đây đây. Đây ạ. Đây các đồ để ngày mai đây. Đây răng chiên khoai tây. Rất là nhiều. Tức là tính hàng tấn ạ. Nhưng mà người không có cả được. Chưa có làm cái tính tấn. Ồ, quá trời. Bây giờ khoai mì này khoai mì á cô, nên kêu vậy quá cô. Buổi sáng cô sáng bên miền Nam kêu là khoai mì, khoai mì hôm nay nè. Mình miền Nam miền Tây á kêu khoai mì, ở bên đây là củ sáng hả? Củ sáng. Củ sáng. Bây giờ ai dân đồn Mỹ nó khoai mì nó hấp củ sáng. Đây thì tất cả nấu đây xong thì bắt đầu chuyển qua. Đây ngày mai quý hoàng cũng được. Đây chúng tôi lên không đi xe. Dạ chào cô.
Cứ ngày đi cho biết bếp nữa. Mình dạ, biết bếp à. Cho có phục hàng vạn người. Mà làm cái bếp bày cho biết ra. Thì xuống tầng 1 luôn, có cái cầu thang đi xuống. Vâng. Chờ rất này. Nghe lạnh quá lạnh. Đây là cái tầng địa ngục ạ. Vậy đó hả? Đây vâng. Bếp này sẽ ra cái thành
có mãi không hay là để trời nhỉ? À, trong núi. Lôi rất đó này. Khu này là khu triển lãm ạ. À, dạ. Triển lãm, khu triển lãm. Đêm mai nữa không? Dạ, vâng. 3 ngày là 3 ngày. À. Ừ. Đây nơi trên bãi sao ở trên này. À. Vâng. Đi đi cứ đi. Đấy Đức, nhà con tổng là 123,8 hecta. Dạ. Nhưng mà trong quy hoạch xây dựng thì khoảng 23,8 hecta. Dạ. Vâng. Rất là rộng. Tầm 23 hecta. Nhưng rồi rồi đá còn sống. Và cái nhà rồi đó. Còn gì rồi hết. Long đây này là khu nội viện Tăng ạ. À, đây đây chỉ đang có vào rừng thiền là ở tít tít trong trong kia. Ừ. Cúi lạy mười phương Phật, đau khổ đã nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi, đắng cay và mỏi mệt. Này con dâng lời nguyện, giải thoát quyết tìm về, giác ngộ quyết lìa mê, độ sinh đền ơn Phật. Xin cho con giữ vững được chí nguyện tu hành, không một phút buông lơi, không một giờ sao lãng. Xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ dở. Xin chứng giám lòng con, lời khấn nguyện sắc son, dâng lên ngôi Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.